Dạ. À. À. Bắn trúng rồi. Coi ta bắn một phát là trúng rồi. À. Cứu ta với. Nhìn kìa, hình như là người á, chứ không phải là một con mồi. Xem ra hình như vẫn còn sống. Tiểu thư à, cô nên xử trí thế nào? Người hắn gì cho ta? Dạ, dạ, dạ. Hả? Đây là đâu vậy? Đây là nơi nào vậy ta? À. Nè, mặc vào đi, đừng có lộn nữa. Ở đây ngươi có thể mặc y phục rách nát được hay sao? Tiểu thư có lòng tốt thu nhận ngươi. Sau này ngươi hãy theo ta làm công việc quét dọn. Ngươi không thể ăn không ngồi rồi, có hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Nè, ngươi sao vậy? Ngươi vẫn muốn mặc thứ y phục rách nát đó sao? Ngươi mặc như vậy ra ngoài sao? Ta cho ngươi biết, thứ giống như ngươi á, ra ngoài nếu không đói chết thì cũng bị sói lang ăn thịt. Tiểu thư nhà ta có lòng hảo tâm đã đem ngươi về đây, vậy mà ngươi còn như vậy nữa. Mau đi quét dọn đi, mau lên. Tới rồi. Chân tỷ, Tết nhất năm nay đạp tuyết thưởng mai mới thật hứng thú. Hay là thì biểu diễn công phu nhất dương chỉ cho mọi người mở rộng tầm mắt đi. Có cái gì hay ho đâu, làm sao sánh với Lan Hoa Phất Quyệt Thủ của giỏi cho các người được. Hai vị thôi đi, không cần khiêm tốn nữa. Đại danh tuyệt đỉnh của Tuyết Lĩnh Sông Chu có ai mà không biết chứ. Ta thấy hay là về đi, hiếm có dịp mọi người cao hứng như hôm nay. Hay là chúng ta cùng đi cưỡi ngựa bắn cung, thấy sao? Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Đã lâu chưa được vui vẻ như vậy rồi. Tiểu thư, tiểu tử ngốc ngày hôm qua mà cô cứu về á, cô tính là xử lý hắn thế nào đây? Như vậy đi, chúng ta hả? Là mồi săn thấy thế nào hả? Được. Đi. Đi thôi. Chúng ta đi thôi, thấy sao hả? Chủ ý của mồi săn đúng không? Ê, người coi, người coi, nó vẫn quét dọn thật là chăm chỉ kìa. Coi kìa. Hả? Nè, mấy người làm gì vậy? Cầm lấy. Hả? Nè, mấy người làm gì vậy? Mời thả ta ra đây. Thả lại đây. Đi thôi. Thả ta ra. Thả ta ra. Đi thôi. Mời giúp ngựa lại đi. Thả ta ra đây. Nè, mấy người muốn làm gì á? Thả ta ra. Đi thôi. Đi thôi. Đi. Nào. Thả ta ra. Các người muốn đưa ta đi đâu vậy? Tiểu thư nhớ về sớm. Tiểu thư nhớ về sớm nha. Chà. 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 Thả nó xuống, để nó chạy đi. Chúng ta đi. 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 Chà. Này, thả ta ra. Chà. Ai? Ai? À? 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 Nè tiểu tử, đứng yên, không cần sợ, không được động đậy. Ta không bắn vào ngươi đâu. Ngươi đứng yên, không được chạy. Nè, để ta bắn trước. Đứng yên, đứng yên tại chỗ. Chà. 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 À. Hey. Chà. 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 Hả? Hôm nay ta sẽ cho hai người thấy ngạc nhiên. Coi ta đi. Chà. Hả?
Đừng mà. Hey. À. Hả? Biểu muội, để ta bắn trước. À, đừng. Biểu ca, huynh biểu ca đi. Huynh coi muội. Sư tử, đừng động đậy. Xem muội trổ tài đi. À. Hai người đều không được. Hãy coi ta. Nè, biểu muội. Hả? Tiểu tử đó tè ra quần luôn rồi. Ở đâu? Muội coi đi. Coi kìa. Đúng rồi. Coi bộ dạng ngốc nghếch của hắn kìa. Có tè ta cũng vẫn bắn. Nào, hai người đừng có ra tay. Hai người bắn rồi giờ tới phiên ta. Tới lượt ta. Được. Được. Đứng yên. Bắn trúng rồi. Coi ta bắn một phát là trúng rồi. Cứu ta với. Báo lên. Ba chỉ thủ thú cho đi. Thả ta ra. Báo lên. Thả ta ra. Thả ta ra. Các người muốn làm gì vậy? Thả ta ra đi bà. Không thả ta ra thì ta không chịu đó. Ngươi biết chiêu gì chứ? Công phu của biểu ca ta mạnh lắm, ngươi không đánh lại đâu. Biểu ca, có sao không? Biểu ca, cái gì? Dân thủ sông Thôi Chưởng. Khốn kiếp! Biểu ca không sao chứ? Công phu chính tông của võ đài. Biểu ca, đừng mà. Dám đánh ta. Cái thứ không ra gì này. Đừng sợ cậu bé. Có đau không? Cậu bé à, chiêu vừa rồi cậu dùng có phải là võ đan dân thủ không? Xong tí hồi qua. Dạ đúng như vậy á. Hả? Không phải, không có. Cậu có quen Trương Tam Phong? Còn không có quen Trương Tam Phong. Không phải chứ. Đừng sợ cậu bé. Cậu bé à, chúng ta vào nhà nói chuyện nha. Đi, vào nhà nói chuyện. Cao tổ Chu Tự Liễu được Nhất Đăng đại sư truyền cho Nhất Dương chỉ, dương danh võ lâm. Ngờ đâu đám con cháu chúng bay lại chẳng ra gì, không nhận ra cao nhân. Tiểu huynh đệ thân mang tuyệt kỹ võ đan thái cực, nếu như mà xuất chiêu thì các ngươi đã bại từ lâu rồi. Tổ tiên à, con trị gia không nghiêm, hổ thẹn với bậc tiền nhân. Hôm nay con cần phải dạy dỗ lại lũ con cháu bất hiếu này. Ê, các ngươi khiến ta tức chết rồi. Tức chết mà ha, lũ con cháu mất dạy, ta phải dạy dỗ các ngươi một trận. Ta đánh chết các ngươi, đánh chết các ngươi. Cha ơi, ha. Cha nghe con nói, từ nay con không dám nữa. Lão gia, ông mau kêu bọn họ đứng dậy đi. Đây không phải là lỗi của họ. Lão gia, kêu bọn họ đứng dậy đi mà. Ai kêu bọn họ đứng dậy đi lão. Ê, gia. Tiểu huynh đệ à, đừng có cầu xin cho chúng. Hôm nay ta phải dạy dỗ chúng thật nghiêm mới được. Trút giận cho tiểu huynh đệ, đánh chết bọn chúng, có được không? Chú tiền bối, họ cũng biết lỗi rồi. Ông kêu bọn họ đứng dậy đi. Các người nghe thấy chưa? Người ta mới chút tuổi đầu đã có tấm lòng bao dung như vậy rồi. Ba người các ngươi còn lâu mới bằng người ta. Hôm nay mùng 1, võ cô nương lại là khách. Ta không nên nổi cơn thịnh nộ, nhưng việc này làm ta chịu không nổi. Được rồi,
Nếu tiểu huynh đệ đây đã xin cho, ta cho các ngươi đứng dậy. Các ngươi nghe rõ đây, tiểu huynh đệ đây là khách, các ngươi không được hiếp đáp cậu ấy, nghe rõ chưa? Ra ngoài. Chuyện gì qua đây? Hả? Thật là mất hứng. Đi thôi. Tên tiểu tử này có lai lịch không nhỏ, con nhất định chiếu cố nó cho ta. Đừng có nhìn nữa. Vừa rồi nó nói nó là người phá võ đàn, ha, nhất định có liên quan tới Trương Tam Phục. Ha. Xin lỗi, tiểu huynh đệ à, nghỉ ngơi đi, ta cáo từ nha. Tiểu huynh đệ, nào, mau nằm xuống. Nào, cha kêu ta tới chơi với đệ, ta không nên đối xử với đệ như vậy. Đều là tại ta, đều tại ta hết. Tiểu thư à, đừng đánh nữa, chuyện này không phải trách tiểu thư. Đúng là ta có lỗi, cha dạy bảo là đúng. Tiểu huynh đệ, ta ở đây bầu bạn với đệ, đệ có tha thứ cho ta hay không? Tôi sẽ tha thứ cho tiểu thư. Thuốc đâu? Hả? Dạ, tiểu thư. Đây. Tiểu huynh đệ, đây là thuốc nấu cho đệ, ta đút cho đệ. Tiểu thư, để tôi tự uống. Sao đệ còn gọi ta là tiểu thư? Vậy phải gọi là cái gì? Cha ta nói rồi, đệ là khách quý của nhà ta, đệ nhỏ hơn ta, cứ gọi ta là chân tỷ. Chân, thôi tiểu thư ơi, cứ để tôi tự uống. Đệ không chịu gọi, tức là coi thường ta rồi. Chân tỷ. Hảo đệ đệ, đây, tỷ tỷ đút cho đệ. Đây, uống đi. Cứ để đệ tự làm ha. Còn xấu hổ gì nữa. Đệ tự uống được mà. Nào, uống đi. Để đệ tự uống ha. Đệ tự uống được, uống không đi. Sao, đệ tự uống được mà. Để đệ tự uống nha.